Xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình ngày mới thật là vui. Sau đây mình sẽ chia sẻ hai cách làm món riêm đậm đà mà sẽ dùng trong ngày nắng nóng thì cả nhà mình ăn cơm sẽ không còn bị ngán nữa. Thì đầu tiên món đó là món ba chỉ riêm tương. Đối với món ba chỉ riêm tương thì ta cần chuẩn bị như sau: 300g thịt ba chỉ, một thìa canh tương bần, một củ hành khô, một thìa cà phê đường. Thì cách làm rất là đơn giản: thịt ba chỉ thái miếng hình chữ nhật thon dài, sau đó chần thịt qua nước sôi. Khi chế biến thịt thơm ngon hơn và không bị vẩy bọt cũng nhờ giai đoạn này đó các bạn. Hành củ thái hạt lựu, thịt ba chỉ sau khi trần qua nước sôi để thịt ráo nước. Tiếp theo cho thịt vào chảo nóng, rang thịt cho xém cạnh, rồi cho hành củ vào, rang đến khi thịt xém vàng đều hai mặt. Khi thịt ba chỉ đã xém vàng đều hai mặt cùng với hành củ cũng vàng thơm, bắt đầu cho tương vào và rim trong vòng 5 đến 7 phút. Đối với món tương, khi pha cho thêm một thìa cà phê đường để tương dịu hơn. Đảo đều tay cho hỗn hợp thịt ba chỉ rang cháy cạnh rim tương được ngấm đều và hòa cùng nhau, sau đó tắt bếp, cho ra bát và cùng thưởng thức với cơm nóng các bạn ha, rất là ngon. Hai đó là món sườn chiên mắm tỏi thơm lừng, đậm vị, để nhắm bia xem bóng đá thì còn gì bằng. Những miếng sườn chiên mắm tỏi vàng ươm, thơm nước mũi sẽ là một món rất là đưa cơm của cả nhà, chẳng mấy chốc nồi cơm đã bánh bay trong chốc lát. Sau đây là những nguyên liệu để cần chuẩn bị cho món sườn chiên mắm tỏi như sau: 650g sườn non, một củ tỏi, một quả ớt sừng, 1,5 muỗng đến 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa tiêu bột và nhánh hành lá, dầu ăn. Sườn rửa sạch rồi thấm khô, sau đó chặt miếng vừa ăn, hành lá thái nhỏ, tỏi băm nhỏ, ớt sừng thái lát mỏng. Đổ nước vào nồi đun sôi và cho một thìa cà phê muối. Tiếp theo cho sườn vào trần sơ qua khoảng 1 phút thì vớt ra để ráo. Đặt chảo lên bếp, cho nhiều dầu, đun cho dầu trong chảo nóng. Sau đó gấp sườn vào chiên tới khi sườn chuyển màu xém vàng thì vớt ra để ráo dầu. Lúc này ta sẽ chắc hết dầu ăn trong chảo ra và chỉ để lại khoảng 1 thìa dầu ăn là được. Cho tỏi băm vào phi cho thơm, sau đó thêm ớt sừng, nước mắm, đường, hạt nêm, khuấy đều rồi cho sườn vào cùng. Đảo đều cho sườn ngấm gia vị rồi rắc hành lá lên trên, thêm một chút tiêu bột cho thơm là tắt bếp. Lúc này sườn đã chín, cho sườn ra đĩa thưởng thức với cơm trắng thì ngon phải biết phải không các bạn?